Em chào cả nhà, hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy bào lặn của Gigabit. Đó, con máy bào này á, giờ còn rất mới, cũng phải mới hơn 95%. Giờ em sẽ xem một vòng máy cho cả nhà xem về con máy bào lặn này ha. Từng góc cạnh nha. Đó, cái này là cái dây của cốc đạp em cột như thế này cho nó gọn. Đó, từ nước sơn rất đẹp. Đây con, em xin đọc thông số của con máy bào lặn Gigabi này. Thì con máy bào lặn Gigabi này có model là FL-180A. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng nguồn điện nguyên viên là 100V 15-13A. Công suất lên tới 1200W, có vòng tua là 70m trên min. Máy sử dụng cỡ lưỡi là 180mm. Được rồi. Tổng cân nặng của một con máy như thế này nó nặng là 36,5kg. Rồi bây giờ em sẽ hạ máy xuống và em test máy cho cả nhà xem con máy này nó hoạt động như thế nào. Cốc đạp thì ở đây mình có thể mình háo ra, đây là cái phần gáo của nó thôi. Đó, mình sẽ háo ra thế này. Đó, mình để ra, mình lấy dây dài ra mình để ha. Thì đây là phần đi lên đi xuống. Đó, nó nâng cái bàn lên và cái này là hạ xuống. Rồi, còn cái van này á là nữa là bộ phận chỉnh cái cò ướp xúc ha, và ướp xúc sâu hay nông. Rồi trên đây á nó có hướng dẫn là cái nhà bào từ 0 đến 10 độ, rồi 10 độ đến 14, rồi 15 đến 24 và 25, rồi 45 tùy theo khi mà mình chỉnh ha. Mình mở cái này ra và mình quặn cái này bên trái hay bên phải tùy mình. Thì cái phần không độ nó vẫn nằm ở giữa ha. Đó, khi mà cái nhà bào những cái phôi nhỏ như thế này tầm 5 ly đổ về đó, thì cái nhà sẽ chỉnh cái phần 45 độ hoặc 50 độ ha. Rồi em sẽ chỉnh cái phần 45 độ, sau khi chỉnh xong cái nhà sẽ khóa lại. Rồi bây giờ nâng lên nè. Rồi, cả nhà sẽ nhìn thấy cái đồ lăn phôi, nhìn nó còn rất là mới nha cả nhà. Và nếu mà cũ á, thì cả nhà sẽ không còn thấy đường rãnh này nữa, nó sẽ mòn hết. Và nó sẽ dạng như là cái nhà hàng cũ quá, thì cả nhà sẽ nhìn thấy phần lăn phôi này á, nó sẽ bị gọi là nứt và mòn thẳng luôn. Đó, không phải là nếu mà bị nứt gạn. Đó, con này nó còn mới phải hơn 95% nên cả nhà yên tâm về cái phần lăn phôi như thế này. Rồi. Thì em là gamer, em chỉ biết bán máy và em review một cách gọi là thông thường cho cả nhà. Thì khi mà cả nhà làm chuyên sâu về cái phần làm gỗ này thì sẽ tinh chỉnh về cái phần mà bào mỏng, bào dày ha. Thì bây giờ em sẽ bào gọi là review cho cả nhà cách sử dụng. Đó, đây, bỏ vô đây ha. Rồi, thì mình sẽ canh. Đó, đây là phần cử. Khi mà mình sử dụng á, nếu mà mình lập trình một cái gọi là phôi mỏng như thế này thì mình mở chốt ra, mình đẩy vô đó, cho nó ăn, cho nó đi thẳng luôn đó. Là như thế là mình làm. Rồi mình lại mở ra, mình đưa ra đưa vào ha. Đây là phần cử. Rồi khởi động máy. Giấy như thế này nè. Đó.
càng thẳng rồi nó càng bự ra ha, nó bự ra đến bản này luôn. Đó, khi mà phẳng rồi là nó ra một cái mảnh rồi là tương đồng với cái này luôn. Đó, hiện giờ là chưa có phẳng lắm nè, nhưng mà cả nhà sẽ coi cái vết bào lạng á cực kỳ láng mịn luôn nha. Đó, cái bào lạng cực kỳ láng mịn luôn. Đây em sẽ làm thêm một phát nữa nè. Cân ngửi ha, hai cái van cân ngửi và đưa lên đưa xuống đó, để cả nhà cân ngửi để bào dày hay mỏng nữa cơ. Đó, thì khi mà cả nhà chuyên dụng về cái máy làm mọc thì cả nhà sẽ sử dụng, còn em thì em sẽ review được cho cả nhà như thế này. Đó, rồi thì em sẽ xin đọc lại thông số của con máy bào lạng GUB này một lần nữa cho cả nhà nhớ về thông số máy. Thì con máy bào lạng GUB này có model là LSL-180A. Con này là hàng nội địa Nhật nhưng sử dụng nguồn điện nguyên zin 100V 13A, công suất là 1200W, có vòng tua là 700m trên min, sử dụng cỡ lưỡi là 180mm. Lưỡi này á, là lưỡi đôi chặt lại với nhau, một cái lưỡi như thế này nó dày phải 6-7mm á. Đó, và tổng cân nặng của một con máy bào lạng GUB này nó nặng là 36,5 kg. Thì em sẽ bán cho cả nhà một con máy bào lạng GUB mới hơn 95% như thế này với cái giá là 5.800.000 đồng. 5.800.000 đồng và em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói. Cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận hàng và ép máy các kiểu ạ. Em cảm ơn cả nhà.